Bác nào thường xuyên có đờm ở cổ hoặc là đờm lâu ngày thì bấm ngay vào điểm này nhá. Xin kính chào quý cô bác anh chị, rất vui được gặp lại quý cô bác anh chị trên kênh Sức khỏe đời sống HTT3. Và thưa với các bác thì người già là những người mà có rất nhiều các cái vấn đề liên quan đến đường hô hấp, đường đặc biệt đó là đờm ở cổ. Và trong video này ấy, tôi sẽ chỉ cho các bác ba cái phương pháp, ba cái cách giúp cho các bác chữa cái vấn đề này mà không cần phải sử dụng đến bất cứ một loại thuốc, một loại kháng sinh nào. Và cách thứ ba là cách vô cùng đơn giản mà lại rất hiệu quả. Và ngay bây giờ thì mời các bác chúng ta cùng theo dõi video. Thưa với lại quý cô bác anh chị thì đờm là một trong những vấn đề mà thường xuyên mọi người thường hay mắc phải, đặc biệt là người già, người trẻ cũng thường mắc phải và trẻ nhỏ cũng dễ dễ là mắc phải. Vì sao ạ? Vì vấn đề mà đờm ấy là chính là được tạo ra để kháng những cái vấn đề liên quan đến cái sự hô hấp của chúng ta này, hay là những cái thứ mà gọi là kháng thể của con người chúng ta được tạo ra. Nên là đờm nó có tác dụng như vậy. Đấy, nó có tác dụng ngăn ngừa những thứ đó. Tuy nhiên ấy, nó nhiều ấy, nó cũng ảnh hưởng đến những cái vấn đề cái làm cho cái việc hô hấp này, làm cho cái việc ăn uống của các bác rất là khó. Có nhiều người bị đờm nặng thì nuốt rất là khó, và thậm chí là có loại đờm dính nữa, nó rất là khó khó nuốt và khó chịu. Đấy, thì thưa với các bác là đờm là không phải là không tốt, nhưng nếu mà nhiều đờm lâu ngày ấy, thì thực sự là không tốt. Vì sao? Vì cái niêm mạc của chúng ta nó có tổn thương ấy, thì nó mới sinh ra cái đờm đó. Và thưa với các bác thì cách đầu tiên tôi muốn mách đến các bác ấy, đó là cái cách mà sử dụng chính cái cổ tay của các bác nhá, chính cổ tay này. Thì để tác động được vào cái cổ tay này ấy, thì nó khá là đơn giản thôi. Các bác chỉ cần đó là nắm cái ngón tay của mình vào như này, nắm vào tay vào mình như này. Đấy, thì ở đây chính là cái điểm điểm mà cái cổ của chúng ta. Khi mà chúng ta nắm cái tay này vào như thế này ấy, thì cái theo đông y ấy, thì cái việc mà nắm tay này này thì tương ứng cái đầu, đây là đầu của chúng ta và đây là cổ. Đấy, thì đồng danh tương ứng mà, thì đây nó chính là cái cổ cổ của chúng ta. Vậy thì để tác động được cái cổ này, để cho nó liên quan đến cổ của chúng ta, thì các bác đặt ngón tay cái vào như này, bắt đầu ngón tay cái như này đây nha. Đấy, sau đó thì mình miết xuống. Các bác nhớ nhé, là miết xuống. Đấy, miết xuống chứ không phải là miết lên nhé. Miết xuống ấy, thì ta có cái cách đó là đây, đặt tay này này, thì xoay ngang cái bàn tay ra, ta miết nó xuống như này. Đấy, này, ngắm ngón tay cái vào trong này, nắm ngón tay cái vào trong. Sau đó thì đưa cái cổ tay ra như này, ưỡn ra một tí và đặt cái bàn tay này. Thì tôi nếu mà quay vào trở vào như này thì nó rất là dễ 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 nhìn dễ, nhưng mà vì là ngồi quay ra cái này của bác thì khó khó nhìn. Nhưng mà đây đây như này các bác nhé, thì ta đặt cái bàn tay thì ta cổ cái tay ta ngang như này, sau đó thì ta miết xuống như này. Đấy, khi miết ấy thì cái tay này ta khỏe thôi, ta lấy lực thôi, còn tay này ấy, các bác để thả lỏng ra. Nếu mà ta miết ấy, thì cái quán tính của chúng ta là thường khi ta miết tay ấy thì là tay này ta nắm lại, nên là các bác nhớ là khi mình miết ấy thì mình nhắm thả lỏng này ra này, và sau đó thì miết này. Đấy, miết nắm nhá, nắm tay cái vào trong nhưng mà ta vẫn thả lỏng nó ra. Đấy, thì khi ta nắm cái tay cái này nó mới tác động đến cái phần cổ và phần gáy gáy của chúng ta. Thì bắt đặt một tay ra, hai ngón tay ra sau và miết nhá, lưu ý nhìn kỹ nhá. Đấy, ta đặt đây, miết xuống, thả lỏng tay ra, miết xuống. Đấy, miết xuống. Các bác miết khoảng là 21 lần. 21 lần miết xuống như thế. Miết xuống như vậy. Thì ta bắt đầu từ tay trái trước. Đấy, theo cái tự nhiên của chúng ta là ta bắt đầu tay trái trước, sau đó thì sang tay phải. Đấy, và ta cũng làm tương tự như vậy, cũng tương tự như vậy, miết xuống, miết xuống. Thì các bác miết như thế, bác nào mà bị vấn đề về cổ ấy, là miết này ấy, là cổ tay của chúng ta sẽ đau, miết là cổ tay đau. Và khi các bác miết như thế thì cái cổ họng của các bác ấy, có những bác miết này rồi là đờm, là nước dãi ấy, nó chảy ra ở cổ, nước rẽ chảy ra cổ luôn. Thì ta cứ miết như vậy, các bác miết như vậy thì miết đủ 21 lần mỗi bên. Và sau khi miết xong như vậy rồi nhá, thì các bác nhớ này, sau khi miết xong rồi ấy, ta dùng cái hai bàn tay xoay vào này, các bác xoay cái cổ này này, xoay cổ tay như thế này khoảng tầm là 100 lần. Đấy, khoảng 100 lần là ta cứ xoay như này khoảng 100 lần thôi là được rồi. Và sau cái bước này rồi ấy, thì có những bác ấy, tác động đến bước này đã thấy đờm mình, cổ mình nó dễ chịu hẳn ra ngay, và đặc biệt là những người mà có vấn đề về đau đau cổ nó thấy khá là dễ chịu rồi. Bước thứ hai thì là cái phương pháp thứ hai. Đấy, thì các bác làm ấy
thì các bác có thể làm cùng một đợt, nhưng mà ta để giãn ra khoảng 30 phút sau thì mới tác động đến điểm thứ hai. Điểm thứ hai là điểm này các bác nhá, điểm thứ hai là điểm cổ này. Thì ở cái cổ của chúng ta này, nó có cái gọi là cái huyệt ấy, tác động đến chính cái cổ của chúng ta. Thì ở điểm này ấy, thì không phải ta dí mạnh, các bác lưu ý nhé, không có dí mạnh mà ta chỉ dí nhẹ vào vào miết xuống này thôi này, miết xuống này. Thì đến phần này đấy, các bác sẽ thấy có cái điểm nó đau đau đấy, miết vào này đấy, miết vào này sẽ thấy có điểm hơi hơi đau đau. Thì bác nào mà thấy điểm đau đau ấy thì cứ kệ nó, ta cứ miết đấy, hoặc là ta có thể để là cái ngón tay cái ta đặt vào như này này, đặt vào này, đây gọi là cái yết hầu đấy, yết hầu ta đặt vào này, đặt từ trên bác nam giới thì ta cứ dễ xác định, nam giới là ta có cái hầu này này đấy, ta dễ xác định. Nhưng mà nữ ấy, thì cũng tương tự như vậy, các bác chỉ cần đặt cái ngón tay cái và từ trên đấy ta kéo xuống đấy, kéo xuống như vậy đấy. 3 lần 7 các bác nhá, cũng là khoảng 21 lần đấy, miết xuống. Và khi miết xuống như vậy ấy, nếu có tuyến nước bọt thì các bác nhớ nhá, là có những bác tác động vào cái kể cả cổ tay hay là phần cổ này, khi tác động vào bắt đầu cổ chúng ta nó tiết ra nước bọt, và nước bọt này thì các bác lưu ý là không có nhổ đi mà ta nuốt trở xuống, các bác nhớ nhá, nuốt xuống. Các bác có biết là cái tuyến nước bọt của chúng ta chính là kháng sinh không? Đấy, chính là cái thứ mà để bảo vệ cơ thể của chúng ta. Đấy, và nó có tác động trực tiếp với con người chúng ta nhé. Nhưng với người, ví dụ ta lấy nước bọt của chúng ta mà bôi cho người khác ấy, thì rất có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người ta. Vì sao? Vì chính cơ thể của chúng ta nó tự có cái đó để bài tiết và bảo vệ cho chính cơ thể của chúng ta thôi. Và các bác thấy ấy, trường hợp như này này, các bác để ý các con vật ấy, thì nó mà bị thương hoặc là bất cứ cái gì nó chỉ lấy liếm đấy thôi, lấy cái chính cái nước bọt liếm đấy thôi. Và nhưng khi con người nhé, con người mà cắn người khác ấy, thì thậm chí là bị viêm và sưng rất là đau, và thậm chí là có thận không cẩn thận là bị ngộ độc, độc luôn đấy. Và người ta đã còn nói rằng là nếu mà cái người bình thường này này mà không đánh răng ấy, sáng ra ra ba ba sáng cắn vào cây chuối thôi thì cây chuối còn chết. Đấy, các bác thấy ghê không? Thế nhưng mà cái nước bọt này nó lại có tác dụng với chính cơ thể của chúng ta đấy. Thế nên các bác lưu ý là khi ta làm như vậy, ta miết như vậy thì nó có tác dụng đối với chính cơ thể của chúng ta, nên ta phải nuốt nước bọt xuống, các bác nhớ nhá. Tiếp theo nữa thì các bác là khi làm như vậy xong rồi ấy, cái phương pháp thứ ba này ấy, thì các bác có thể là áp dụng, cũng có thể áp dụng trong một ngày. Nhưng mà ta nên được để giãn ra. Ví dụ buổi sáng ta làm hai cái động tác đó rồi thì buổi chiều ta mới làm đến cái động tác này. Đây là ở đây là cái huyệt, những cái huyệt liên quan đến tuyến nước bọt của chúng ta rất nhiều, và thậm chí là nó ảnh hưởng rất là lớn đến những cái cơ quan và thậm chí là những cái vấn đề liên quan đến cơ thể của chúng ta. Nếu bác nào mà có vấn đề liên quan đến cổ vai gáy này hoặc là những cái vấn đề nội tạng nhá, thì miết ở điểm này rất là có tác dụng các bác nha. Đây là cái điểm thứ ba vô cùng quan trọng. Thì các bác hãy áp dụng như sau: đặt cái ngón tay này, hai ngón tay đặt trên theo cái lông mày, lông 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 tóc mai, xin lỗi các bác là tóc mai này nhá, đặt trên tóc mai này này, sau đó thì há miệng ra hai ngón này này, hai ngón này, sau đó thì ta đặt đây, há miệng ra, hơi há miệng ra và miết xuống. Đấy, các bác miết xuống. Bác nào miết mà thấy nó đau nhá, đau nhá, kệ nó, đau không vấn đề gì, đau cứ kệ. Nhưng miết vào ấy, bắt đầu nó ứa nước dãi ra thì lại nuốt xuống, các bác nhớ nhá, nước dãi lại nuốt xuống, miết xuống như thế này, miết xuống. Đấy, miết vào ấy, miết mạnh tay. Cái này thì phải miết khá là mạnh tay đấy, chứ không phải là nhẹ đâu. Và các bác miết ấy, thì thường ấy là đau. Các bác có bác nào mà các bác mà đã bị liên quan đến cổ thì miết cái này nó đau lắm. Nó đau ấy thì các bác nhớ là đau ấy thì cũng cố gắng mà miết. Đấy, thì đau thì ta làm nhẹ dần, xong bắt đầu dần rồi thì ta nó mạnh dần. Và cái người nào bao giờ các bác mà miết cái này là hết đau ấy, thì cái cổ của bác cũng khỏi. Đấy, miết như vậy. Miết là hai ngón tay này thì cái ngón 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 trong này, ngón trỏ ngón tay này nó sẽ miết mạnh hơn. Và sau khi miết mạnh như vậy rồi ấy, thì ở phần dưới này này, phần dưới này này ta cũng miết nhá, các bác nhớ nhá, miết dưới này đây, tì vào cái phần ở dưới tai này, cái này tì vào cái là nó đã chảy nước dãi ra rồi, các bác nhớ nhá, chỉ tì vào cái nó chảy nước dãi ra đấy, miết xuôi xuống cái cằm, miết xuôi xuống cái cằm, cái trên này của ta là miết xuống thẳng, thế còn đây ấy, ta miết xuôi ra cằm này này, miết xuôi ra cằm này thì nước dãi nó tự ứa ra các bác nhé, nước dãi nó tự ứa ra thì ta lại nuốt. Bản thân tôi khi miết này, nước dãi nó cũng chảy ra này,
Đấy, các bác biết này, thì các bác nào mà bị cái vấn đề liên quan đến tuyến nước bọt đấy, và tuyến giáp áp dụng rất hiệu quả, các bác nhớ nhá. Và rất nhiều người bị cái điều này, rất nhiều người bị, các bác nhớ là thế, ta miết xuống ngón tay cái nhá. Khi trên này thì ta dùng hai ngón này kéo thẳng xuống đây rồi này, ở đây ấy, thì ta dùng ngón tay cái này miết xuống như này từ cái dưới tai, các bác lưu ý này, từ dưới này, phần này này, đấy, phần dưới này, đấy, thì ta miết xuống. Đấy. Các bác cũng miết miết như vậy. Cái này ấy, thì các bác có thể miết khoảng tầm 1-2 phút, không nhất thiết là phải 21 cái đâu, mà các bác có thể miết khoảng tầm 50 cái. Đấy, khoảng 50 cái. Và khi miết xong như vậy rồi ấy, thì thả lỏng cơ thể ngồi thoải mái. Và các bác nhớ là ta áp dụng cái này ấy, thì khi mà thấy nó hiệu quả nhá, thì cũng không có áp dụng thường xuyên. Các bác nhớ là như vậy. Cái điều này là vô cùng quan trọng này. Bác nào mà xem đến đây rồi nhớ nha. Thường thấy mà một chút cái phần kia thấy thế, ô mình làm được, là mình làm cái là thấy hiệu quả ngay rồi, là thôi cứ thế là làm, là sai đấy. Các bác nhớ nhá, là làm phải đúng này. Là một ngày ta chỉ chia ra ta làm 3 lần thôi. Đấy. Và nếu như các bác lựa chọn cái phương pháp thứ ba này này, thì có thể không cần sử dụng hai phương pháp trên kia, có thể không cần sử dụng nhá. Đấy, thì tùy, có những bác thì tác động vào tay là đã thấy nó khỏi rồi, có những bác là tác động đến phần mai, tóc mai đã khỏi rồi, cổ đã khỏi rồi. Đấy, thế thì ta lựa chọn một trong ba cái phương pháp này để ta làm. Thì ta làm ấy, để biết nó hiệu quả hay không ấy, thì các bác nên áp dụng trong vòng 3 ngày liên tiếp, và mỗi một ngày ta chia ra 3 đến 7 ngày liên tiếp. Thì ta chia ra là sáng khi ngủ dậy nhé, là làm luôn. Và các bác lưu ý là khi mà buổi sáng ngủ dậy ấy, ta làm, ngồi trên giường ta làm ấy, mà thấy nước dãi nó chảy ấy, thì thường lúc này buổi sáng ta thấy nó ghê đúng không ạ, nhưng đừng có ngại, cứ nuốt nước bọt bình thường. Và buổi trưa và buổi tối trước khi đi ngủ thì các bác làm đấy các bác nhé. Vâng, và thưa với các bác thì trên đây là cái video chia sẻ đến các bác cái cách chữa những cái vấn đề liên quan đến cổ đờm. Và nếu bác nào có những cái vấn đề như này và áp dụng thấy hiệu quả rồi, thì đừng quên chia sẻ lại cho bà con làng xóm. Và nhớ là quay lại dí vào nút đăng ký và nút chuông thông báo, vì tôi sẽ còn ra rất nhiều video hữu ích đến với lại các bác nữa. Và bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau ạ.